À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng tất cả các bạn học sinh đã đến với môn tiếng Việt lớp 5. Cô là Phạm Thị Hoài Thu. Hôm nay cô rất vui mừng khi trong tiết học luyện từ và câu tuần trước, cô trò chúng ta đã được ôn lại về vai trò của dấu phẩy trong câu. Trước khi vào bài mới, chúng mình hãy thử sức với câu hỏi trắc nghiệm sau. Nối tác dụng của dấu phẩy tương ứng với câu văn có dấu phẩy đó. Chắc hẳn các con vẫn còn nhớ ba tác dụng của dấu phẩy trong câu. Tác dụng thứ nhất, để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Tác dụng thứ hai, ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Tác dụng thứ ba, ngăn cách các vế câu trong câu ghép. Và bây giờ, chúng ta hãy bấm nút dừng màn hình, sau đó đọc kỹ ba câu văn và nối với tác dụng của dấu phẩy tương ứng nhé. Mời các bạn bắt đầu. Các con đã làm xong bài tập chưa? Hãy cùng đối chiếu với đáp án xuất hiện trên màn hình nào. Câu 1. Trên cành cây, chim hót líu lo. Chúng ta dễ dàng nhận thấy, trên cành cây là bộ phận trạng ngữ trong câu. Chim hót líu lo là bộ phận nòng cốt của câu. Chính vì vậy, dấu phẩy trong câu này có tác dụng ngăn cách các vế câu. Cô xin lỗi, dấu phẩy trong câu này có tác dụng ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Câu 2. Tiếng cổ vũ càng to, các nghệ sĩ càng hưng phấn. Các con thấy đấy, câu này là một câu ghép có sử dụng cặp từ hô ứng. Câu ghép gồm có hai vế câu, thứ nhất là tiếng cổ vũ càng to, vế câu thứ hai, các nghệ sĩ càng hưng phấn. Chính vì vậy, dấu phẩy trong câu này có tác dụng ngăn cách các vế câu trong câu ghép. Câu 3. Nhãn, chôm chôm, mít đều là những loại quả của mùa hè. Các con có nhận thấy không? Nhãn, chôm chôm, mít trong câu này đóng vai trò làm chủ ngữ của câu. Chính vì vậy, hai dấu phẩy ở câu này có tác dụng ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Cô chúc mừng những bạn nào có cùng đáp án với cô. Với kiến thức đã được ôn tập từ buổi trước, sẽ giúp các con ngày hôm nay dễ dàng làm được những bài. Tiết luyện từ và câu ngày hôm nay, chúng ta lại thêm một lần nữa ôn tập về dấu câu, dấu phẩy. Việc ôn tập sẽ giúp cho các con nắm vững hơn tác dụng của dấu phẩy, biết được sự tai hại của việc sử dụng. Cô hy vọng sau tiết học ngày hôm nay, các con sẽ đạt được các mục tiêu, tiếp tục ôn tập, củng cố kiến thức về dấu phẩy, nắm được ba tác dụng của dấu phẩy, biết phân tích chỗ sai trong cách dùng dấu phẩy, biết chữa lỗi dùng dấu phẩy. Ngoài ra, chúng ta có thêm kỹ năng viết đoạn văn ngắn có sử dụng dấu phẩy, nếu tác dụng của dấu phẩy đó. Nào, chúng ta hãy cùng tiến hành làm những bài tập luyện từ và câu thôi. Bài tập 1. Nêu tác dụng của các dấu phẩy trong hai đoạn văn sau. Đoạn văn thứ nhất. Từ những năm 30 của thế kỷ 20, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời. Chiếc áo dài tân thời là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách dân tộc tế nhị, kín đáo với phong cách phương Tây, hiện đại, trẻ trung. Áo dài trở thành biểu tượng cho y phục truyền thống của Việt Nam. Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn. Đoạn văn thứ hai. Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên, những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào các khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn, quang cảnh thật hỗn loạn. Để biết được kết quả bài làm của mình có đúng hay không, các con cùng tham gia trả lời những câu trắc nghiệm sau.
Hai dấu phẩy bên dưới có tác dụng gì? Chúng ta hãy quan sát những dấu phẩy có trong hai câu cô đã khoanh tròn rồi. Sau đó, lựa chọn một trong ba phương án. A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. B. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. C. Vừa ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ, vừa ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Theo con, đáp án đúng là gì? Đáp án chính xác là phương án A. Dấu phẩy trong hai câu này có tác dụng ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Từ những năm 30 của thế kỷ 20 là trạng ngữ chỉ thời gian. Chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến thành chiếc áo dài tân thời, đóng vai trò làm nòng cốt của câu. Trong đó, chiếc áo dài cổ truyền đóng vai trò làm chủ ngữ, được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời, đóng vai trò làm vị ngữ của câu. Tương tự như vậy, trong tà áo dài là trạng ngữ. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, chủ ngữ như đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn, đóng vai trò làm vị ngữ. Nào, chúng ta hãy đến với câu hỏi. Theo các con, các dấu phẩy bên dưới có tác dụng gì? Phương án A, ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Phương án B, ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Phương án C, vừa ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ, vừa ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Chúng ta có thể thấy các từ như tế nhị và kín đáo đứng cạnh nhau nhằm bổ sung ý nghĩa cho cụm danh từ phong cách dân tộc. Tương tự như vậy, hai từ hiện đại và trẻ trung đứng cạnh nhau để bổ sung ý nghĩa cho phong cách phương Tây. Chính vì thế, những dấu phẩy trong các câu ở đoạn văn thứ nhất có tác dụng ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu đấy các con ạ. Chúng ta đến với câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng. Các dấu phẩy bên dưới có tác dụng gì? Phương án A, ngăn cách các trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Phương án B, ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Phương án C, ngăn cách các vế trong câu ghép. Các con chắc hẳn đã nhìn thấy rất rõ hình ảnh của những dấu phẩy cô đã được khoanh tròn trên màn hình rồi đúng không nào? Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu là vế câu thứ nhất. Nước phun vào khoang như vòi rồng là vế câu thứ hai. Chính vì vậy, câu những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Đây chính là câu ghép gồm có hai vế câu. Con tàu chìm dần là vế câu thứ nhất. Nước ngập các bao lơn là vế câu thứ hai. Câu con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn là một câu ghép gồm có hai vế câu. Chính vì vậy, đáp án C là phương án chính xác nhất. Các dấu phẩy bên dưới có tác dụng ngăn cách các vế trong câu ghép. Thế là, thông qua bài tập này, một lần nữa giúp chúng ta nhận diện được đúng vai trò của dấu phẩy trong các câu văn. Để thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc dùng đúng dấu phẩy trong văn, chúng ta hãy đến với một mẩu chuyện rất vui. Anh chàng láo lỉnh. Ngày trước, bò nuôi chỉ để cày ruộng, con nào không cày được mới đem làm thịt. Một hôm, có anh hàng thịt viết đơn xin giã cho thịt một con bò. Thấy con bò còn khỏe, lại đang giữa vụ cày nên cán bộ xã phê vào đơn. Bò cày không được thịt. Anh kia về cứ đem bò ra mổ, xã gọi lên phạt. Anh chàng liền chìa đơn ra cãi. Bò cày không được, xã đã cho phép tôi thịt rồi.
Trần Mạnh Thường sưu tầm. Các con vừa được lắng nghe câu chuyện khá vui, anh chàng láo lỉnh. Theo các con, anh hàng thịt đã thêm dấu câu gì vào chỗ nào trong lời phê của xã để hiểu là xã đồng ý cho làm thịt con bò? Lời phê trong đơn cần được viết như thế nào để anh hàng thịt không thể chữa một cách dễ dàng? Các con lưu ý, cần đọc kỹ lời của cán bộ xã phê vào đơn và thử đặt dấu phẩy vào những vị trí khác nhau để xem nội dung câu có gì thay đổi không nhé. Các con đã có câu trả lời chưa? Cán bộ xã đã phê vào đơn của anh hàng thịt. Bò cày không được thịt. Các con thấy đấy, anh hàng thịt đã rất tinh khôn lợi dụng vai trò của dấu phẩy và sự thiếu thận trọng trong khi viết lời phê của cán bộ xã để đạt được mưu đồ của mình. Sự láu lỉnh, tinh khôn này của anh hàng thịt và sự bất cẩn của cán bộ xã đã làm nên điều mắc cười trong câu chuyện vui này. Quay trở về bài học, các con hãy cho cô biết anh hàng thịt đã thêm dấu câu gì vào chỗ nào trong lời phê của xã để hiểu là xã đồng ý cho làm thịt con bò. Anh hàng thịt đã thêm dấu phẩy. Bò cày không được, thịt. Vậy là dấu phẩy được đặt ngay sau cụm từ không được. Với cách viết này, mọi người sẽ dễ dàng hiểu rằng con bò này không cày được nữa nên có thể làm thịt. Sau việc này, cán bộ xã chắc hẳn sẽ rút kinh nghiệm và viết dấu câu cẩn trọng hơn để tránh được những việc dở khóc dở cười như thế này, để không còn có cơ hội ngon lành như vậy. Theo các con, cán bộ xã sẽ cần viết như thế nào vào đơn để anh hàng thịt không thể chữa một cách dễ dàng? Cán bộ xã cần viết: bò cày không được thịt. Cô hy vọng rằng bạn nào cũng làm đúng bài tập này. Qua mẩu chuyện vui này, chúng ta thấy tầm quan trọng của dấu câu trong văn bản, đặc biệt là những văn bản mang tính pháp lý. Bởi lẽ, sai một ly, đi một dặm đấy các con ạ. Bài tập số 3. Trong đoạn văn sau có 3 dấu phẩy bị đặt sai vị trí. Con hãy sửa lại sao cho đúng. Sách Guinness ghi nhận chị Carol là người phụ nữ nặng nhất hành tinh. Carol nặng gần 700 kg nhưng lại bị mắc bệnh còi xương. Cuối mùa hè năm 1994, chị phải đến cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Berlin, bang Michigan, nước Mỹ. Để có thể đưa chị đến bệnh viện, người ta phải nhờ sự giúp đỡ của 22 nhân viên cứu hỏa. Theo một cửa sổ nhìn ra thế giới. Các con ạ, trong khi đọc nội dung văn bản cho các bạn, cô gặp rất nhiều khó khăn và cũng chưa hiểu lắm nội dung này, bởi lẽ có những dấu phẩy bị đặt sai vị trí. Để làm được tốt bài tập này, các con hãy dùng bút khoanh tròn tất cả các dấu phẩy. Sau đó, lưu ý những điều cô dặn. Để biết những dấu phẩy nào đặt sai vị trí, chúng ta cần đọc và tìm hiểu nội dung thông báo của đoạn văn. Ngắt câu như thế nào cho thoát ý? Dấu phẩy ở vị trí đó đã phù hợp chưa? Nếu sai, thì sửa như nào cho hợp lý? Bây giờ, các con hãy bấm nút dừng màn hình, sau đó làm bài vào trong sách giáo khoa nhé. Mời các con bắt đầu. Các con đã làm xong chưa? Chúng ta hãy cùng đối chiếu với đáp án nào. Câu đầu tiên sử dụng sai dấu phẩy. Cô sẽ sửa như sau. Câu này không cần một dấu phẩy nào. Bỏ dấu phẩy đi vì dấu phẩy ở đây không có vai trò gì mà còn làm cho câu văn trở nên khó hiểu. Câu tiếp theo. Cô sẽ sửa như sau.
Cuối mùa hè năm 1994, chị phải đến cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Berlin, bang Michigan, nước Mỹ. Dấu phẩy sau chữ mùa hè chưa thể hiện hết nội dung trạng ngữ chỉ thời gian, cho nên chúng ta cần đặt dấu phẩy sau năm 1994. Câu cuối cùng, cô sẽ sửa. Để có thể đưa chị đến bệnh viện, người ta phải nhờ sự giúp đỡ của 22 nhân viên cứu hỏa. Trong câu cuối cùng này, đặt dấu phẩy sai vì chưa hết được trạng ngữ chỉ mục đích. Chính vì thế, chúng ta sẽ đặt dấu phẩy sau chữ bệnh viện, bởi lẽ trạng ngữ chỉ mục đích đó là để có thể đưa chị đến bệnh viện. Các con thấy đấy, việc đặt dấu phẩy ở đâu, chúng ta cần xem xét kỹ về cấu tạo câu mình viết, phân tích các thành phần của câu, rồi vận dụng kiến thức về dấu câu để sử dụng sao cho hợp lý, câu văn trở nên thoát ý và tránh gây hiểu nhầm về nội dung. Vậy là tiết học của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng các con đều đã đạt được tất cả những mục tiêu mình đề ra ngay từ đầu bài học. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.